Ôi bà chị này đẹp sẵn luôn rồi. Quá trời xinh. Ủa sao cái lỗ tai bự vậy? Vãi lộn, sao cái lỗ tai bự vậy em? Cái lỗ tai em đủ bự vãi lộn luôn, cái lỗ tai em size lớn à. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel Thang Thuốc Bổ. Hôm nay mình sẽ reaction video là đang theo trend, đang hot trend, cực kỳ hot luôn là trên TikTok. Đó chính là trend My Heart When Up. My Heart When Up. Bắt qua ha, bắt cái dòng chữ này đem qua Google dịch là nó hiện lên là trái tim tôi đã đi. Tôi đã đi. Trời ơi trời, trang là biết như thế nào đây. Vô nha các bạn. Hồi hộp quá. Vô nha, vô nha. Tại sao có thể như vậy được? Má cái lúc này là tóc tai ha, cố tình làm cho sừng sùi lên nè. Đó. Sừng sùi lên nhưng mà cái mặt nhìn cái góc này là biết xinh rồi. Nhìn cái mặt cái góc này biết xinh rồi nhưng mà anh em biết cái vấn đề gì không? Này, để tôi cho chạy cái này khúc này xong đi tôi nói cho anh em nghe. Chân mày, tôi không biết cái chân mày này là bình thường là như vậy luôn hay là có vẽ thêm hay không, nhưng mà chân mày cực kỳ ghê, cực kỳ gắt. Một cái đường cua lắt léo ngay một cái ngã ba rất là quanh co khắc nghiệt. Ôi ơi anh em ơi, chân mày như vậy là giết người đó anh em ơi, giết người luôn á. Yếu yếu là chịu không nổi nha. Cái gu này là dành cho mấy ông nào thích ăn thịt mỡ. Thịt mỡ nha. Gu này là mỡ đó, tôi nói trước, gu này là mỡ. Ông nào thích ăn thịt mỡ thì vô gu này. Trời ơi. Anh em để ý khúc này đi. Cái khúc này nghe con chuột của tôi. Để ý nghe khúc này. Áo thun mà bận kiểu này là my heart went up. Một cái là đâu mà up, một cái là up cái ngoài luôn, up văng ngoài luôn. Cái này hứng không kịp nè, hứng không kịp nha. My heart went up. Vô 2 3. Má bé này xinh quá, bé này xinh cực kỳ, xinh cực kỳ, xinh lắm luôn á. Mama got stuck in. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Người ta hồi nãy kín đáo, rồi người ta hở hang ra một chút xíu cho có một cái gì đó nó bùng nổ ra, bùng nổ sức mạnh của mình ra. Còn cái này đang hở rồi, tưởng đâu là tuột cái mất luôn hay sao, hở dữ nữa hay gì. Bận áo vô. Bà này xinh nè, bà chị này xinh cực kỳ luôn, mà bà chị này có một cái làm bị ngược. Sao khúc này không để khúc đầu? Trời ơi trời. Tự nhiên khúc đầu là thuộc dạng là quốc tịch. Quốc tịch này nhìn lai lai ha. Nhìn lai lai. Mình cho bên nước nước gì ta? Ý Anh gì đi. Hay là nước gì đi. Đó, tự nhiên cái giờ bay qua cái qua đồ Ả Rập Xê Út luôn. Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út đội khăn, đội 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 ấy đó, bít bít kín đầu luôn á, bà này thiếu áo tay dài thôi. Đó.
Trời ơi, bà chị này làm ngược rồi, không có vui, đừng có làm vậy. Xinh lắm luôn, xinh lắm luôn. Chà, đồ ngủ nha, đồ ngủ nha. Cái gu đó là cái gu dành cho mấy ông nào mà thích dạng ấm ấm, ấm ấm, ấm ấm, ấm ấm mình dây á. À, cũng dễ thương chứ bộ, người ta cũng dễ thương chứ bộ. Chà, bà chị này là căng đết luôn nè, căng đết luôn nè, đẹp cực kỳ luôn nè. Nhìn cái mặt nè, nếu như mà không đẹp tôi đền cho, từ cái tướng cho tới cái mặt luôn, từ cái tướng cho tới cái mặt luôn, đẹp lắm luôn rồi nè, cái mặt là đẹp lắm rồi nè. Má nó thiên thần mà có thiệt luôn bây. Thiên thần mà có thiệt. Quá trời xinh luôn, quá trời xinh luôn. Trời ơi trời. Kiếm cái kéo thôi. Kiếm cái kéo thôi. Làm hai đường kéo thôi. Chỉ còn lại là Mama got. Ê, bà chị này là để giày là thấy dữ lắm rồi đó, xinh lắm luôn rồi đó, cũng không thua gì bà chị lấy cái kéo hồi nãy nha. Cái này lấy cái hũ nè. Để coi biến hình sao nha. Trời ơi là trời. Cái khúc nào rồi? Cái khúc vừa biến hình không rồi? Má gu tôi mấy ông ơi, gu tôi nha. Ông nào có clip reaction trước ông đó cũng biết rồi nha, gu tôi nha. Cái này không quan trọng, nhưng mà cái này là phải quyết định. Quyết định là cái gu. Mai gu. Cái này không có còn mai hết quen up. Mai gu. Mai gu. À, căng quá, căng luôn. Ông nào chơi liên minh á, liên minh huyền thoại thì ông đó sẽ biết là trước khi phút thứ 20 thì có tới hai con. Ngay chỗ hang Baron có hai con, đó chính là con sứ giả khe nứt. Sứ giả khe nứt. Nghe không biết sứ giả khe nứt không? Còn thôi nói đơn giản đi, về vấn đề game nhiều ông không chơi thì giờ mình nói qua một cái đơn giản thôi. Fan MU. Fan MU. Kéo xuống, bớt bó lại. Trời ơi, quỷ thần thiên đệ ơi. Em này là thuộc dạng da ngâm. Da ngâm. Mấy em cầu thủ bóng đá thế giới mấy không? Chuyên gia kết mấy da ngâm. Má đổi lên luôn, nó đổi lên luôn. Bé này cũng xinh dữ lắm luôn. Nụ cười tỏ nắng là đây nè. Mà mấy anh em để cái khúc nhạc vừa mai up min pup có một cái pup là mình căng phải có một cái độ tưng, đúng không? Đây là hợp cho những người dòng một phải chuẩn mới tưng được nè. Tưng này nha, coi tưng này nha, một cái độ tưng, một cái pum đó. Má
bé đã xinh quá. Ê, ơi đủ má nhìn khúc này tưởng đâu đủ thiệt luôn, tôi thề luôn mấy ông nha, tôi thề nha, chết mẹ, tôi thề mấy ông nè, mới vô nhìn tưởng đâu má chuyển giới luôn, chuyển giới luôn. Hồi nãy là fan MU, còn bây giờ nhìn xuống đây á, là tưởng đâu một bịch trà đá, một bịch trà đá ở dưới. Một cây trà với hai cục đá, ta kêu là bịch trà đá. Một cây trà, một miếng trà với hai cục đá, ta kêu là bịch trà đá ở dưới. Má nhìn chuẩn chuyên giới, nhìn kỹ lên con gái. Sorry, sorry. Thôi em đừng cười luôn, em đừng cười. Em đừng cười. Răng cỏ em đang làm gì đó em đừng cười. Má xinh đó, xinh lắm luôn á, mà tại đang làm răng. Hẹn mấy bạn mai hết quen ập đợt sau. Làm sẽ tươi hơn, đợi tháo cái niềng răng ra, cái niềng răng đúng không ta. Mà vẫn xinh đó, xinh lắm luôn. Em này người giống người châu Á, người Philippines hay người gì nhờ. Trời ơi. Tóc dài qua cái lưng quần. Dòng ba căng đết luôn, căng đết luôn. Căng phết. Còn ưỡn qua ưỡn lại, đẩy qua đẩy lại, đưa qua đưa lại nữa. Trời ơi trời. Nè, đưa nè. Trời ơi. Dẻo. Sao da ngâm ngâm không ta? Ồ đéo tin luôn á, đéo tin có đổi người không vậy? Em này tôi nghi đổi người quá à. Không không đúng rồi đúng rồi. Ờ má tôi tưởng đổi người không chứ. Vậy là cố tình làm da ngâm. Nước ngoài không sao nhờ, đúng rồi tên nước ngoài không à. Không có em nào Việt Nam á. My heart just got stuck between these notes. My mind got stuck in. My heart just got stuck between these notes. My mind got stuck. Trời ơi cái miệng, cái miệng, cái miệng. Em này là quan trọng là cái miệng. Trời ơi. Dòng ngọt cũng căng lắm luôn á, căng lắm luôn á, từng dữ lắm luôn á, mà không từng đâu nha. Đó, từng kìa, từng kìa. Từng, từng, từng. Từng kìa. Cái miệng, cái miệng. Cái miệng, cái miệng. Trời ơi trời, cái miệng. Ôi bà chị này đẹp sẵn luôn rồi. Quá trời xinh. Ủa sao cái lỗ tai bự vậy? Phải không? Sao cái lỗ tai bự vậy em? Cái lỗ tai em đủ nó bự vãi luôn luôn. Cái lỗ tai em size lớn à. Cái mặt em á là size M. Size M thôi. Còn cái lỗ tai em là size XL nha em. Cái lỗ tai nha, cái lỗ tai em luôn á. Học hồi là cái lỗ tai em luôn bây giờ đây nè. Cái lỗ tai hơi bự nha, sao cái lỗ tai bự như vậy. Ủa có khi nào mượn lỗ tai có ai gắn vô không nhờ. Lỗ tai bự nhờ. Lỗ tai là size XL nha. Má xinh thiệt, em đã xinh thiệt. Bị lỗi cái lỗ tai. Em này là gu thông thả, gu thiếu ăn á, thiếu ăn thiếu ngủ á, gu bị hóc hét. mà bữa thung nha, bữa thung chưa biết nha, bữa có thung lừa tình lắm anh em, phải phát hiện ra khúc cuối mới như thế nào mới biết được. My heart
Em nó hơi bị thiếu ăn xíu, thiếu ăn thiếu ngủ. Em nó cũng dễ thương chứ chưa thuộc dạng xuất sắc. Xuất sắc là mấy em trước nè. Má hình như là cái chain này là em gái nào muốn quay cái chain này là phải có dòng một, phải có dòng một cực kỳ căng mới quay cái chain này được. Mày nó phải có một cái độ tưng ngay một cái nhịp bắt. I hope when phút cái là một cái phút cái là độ tưng liền. Ví dụ đầu cổ nào có gào á, không cần mua giờ gọi để dưới đây nè, là một cái my hope when phút cái là độ bung gào ra hết, sạch ra gào luôn. Em là kiểu chịu chơi á, kiểu dân chịu chơi á. Ôi bà chị này, bà chị này nhỏ tuổi nè, nhỏ xíu tuổi luôn. Má căng quá. Ủa sao giống Trần Thanh Tâm vậy? Ủa sao giống Trần Thanh Tâm vãi lồn vậy? Zanachua đâu phải Trần Thanh Tâm đâu, giống Trần Thanh Tâm quá nha. Y chang Trần Thanh Tâm luôn kìa. Hả? Má mày em này dòng ba khủng khiếp lắm luôn. Nè, mấy ông nhìn đi. Bệ, một cái bệ phóng vững chắc luôn. Căng đết luôn, có tập gym nè, bụng cực kỳ căng luôn nè, bụng căng nè chứ không phải bụng phệ nha, bụng căng nha, phải bụng phệ nha. Má cái dòng ba khủng khiếp ở dưới luôn, một bệ phóng vững chắc luôn. Trời ơi, khúc cuối lè lưỡi nữa, cái lồn má đó. Kiểm xúc. Đệ lên hơi sảng xíu. Cái mặt ghê quá, cái mặt đưa lưỡi ghê quá, đệ lên hơi sảng xíu nè, em thông cảm nha, đang kiểm xúc. Ủa mày ơi. Ủa sao em này bụng bự quá nhờ, em kia bụng thật căng, em kia bụng cái gian bụng phẳng lì, em này bụng bự là cáo nhờ. Mấy cái bụng mình có bầu không vậy? Không mà cao. Hết hồn phải lồn má, hết hồn luôn á. Nhưng đưa cái mặt vô gần vậy chi vậy bà chị? Trời ơi trời, đưa cái mặt vô vậy chi vậy? Không, em đó không cuốn hút được tôi. Thiệt, em đó không cuốn hút. Không kết em đó. Em đó cũng tạm được thôi chứ không kết. Em này xinh rồi. Em này là xinh lắm luôn nè. Là cái gì? Ý là cái gì? Trời ơi, một hồi buông ra một cái ha. Trời ơi, em gì may hết quen ập một cái là đụ mình đội lên tới giày hay gì? Nè, đội cỡ giày nè, phải không? Đúng không? Kỹ là vậy hả? Độ một hồi nè, coi nè ha. Đội lên một cái là cỡ giày, cỡ như giày nè. Coi thứ phải không nha. Trời dễ thương luôn. Trời ơi trời, dễ thương kìa. Con cái nhà người ta mà dễ thương kìa. Dễ thương lắm luôn á. Đâu có đội vậy đâu. Cỡ đó cũng được rồi. Dễ thương lắm luôn á. Nhưng mà em đeo cái bóp nó bị nam tính quá nha. Đeo cái bóp bị nam tính quá. Em đeo một cái bóp nào đó khác chút xíu. Cái bóp này nó dường như nó bị nam tính quá. Anh cảm giác như vậy. Đeo cái bóp khác. Còn cái phần dưới cái bóp trở xuống á là anh không có bàn nữa rồi. Cái phần dưới cái bóp trở xuống là anh không có bàn nữa rồi. Cũng sứ giả khe nứt đó, cũng fan mà u dữ dằn lắm á chứ không phải giỡn đâu. Căng lắm luôn, em này dễ thương cực kỳ, da trắng nữa. Dễ thương quá. Trời ơi.
Cái gu này là cái gu buồn ngủ. Cái gu buồn ngủ. Không, dễ thương. Trời ơi trời. Em nó căng quá nha. Ôi em này giả gái quê. Quê nè. Trời ơi trời. Má gương mặt đúng xinh. Gương mặt xinh quá. Rồi ok. Và clip reaction My Heart Went Up TikTok 2020 đang trend hot đã kết thúc. Rồi anh em cùng trải nghiệm với tôi đó, like video cho người ta liền. Và hẹn tất cả anh em trong các video reaction tiếp theo. Anh em coi video nào tầm 5-6 phút chút vậy nè, và bật ở dưới á, đừng có nhạc dính bản quyền nè, không có bị dính bài nhạc nào bản quyền á. Anh em inbox Facebook cho tôi, inbox Facebook hoặc comment cái link đó trực tiếp ngay ở dưới comment ở bên dưới đó, tôi sẽ reaction đó theo nhu cầu của anh em, nhu cầu ham muốn của anh em. Ok. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.